chào mừng anh em đã trở lại với IDEA. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, bất cứ người phụ nữ nào cũng đều nguy hiểm, sở hữu những thứ vũ khí vô hình, dụ dỗ đàn ông tiến vào cái bẫy mà họ đã giăng sẵn. Đó cũng chính là chủ đề của video ngày hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các anh em một tộc bài waifu khác, nhưng đó là nếu anh em là những người gu mặn. Hãy cẩn thận với các chap twist. Một cặp bẫy dẫn dụ kẻ lạc bước qua khu rừng, một con mồi bất lực đã rơi vào trong bẫy. Chap twist là tộc bài với các nữ quái thú hệ Blend hoặc Insert cấp độ hoặc rank 4, mang thuộc tính Earth, lần đầu tiên được giới thiệu trong Core Booster Judgment of the Line. Các quái thú Chap twist được thiết kế dựa trên những loài côn trùng hoặc cây ăn thịt, ngoại trừ Rafflesia thì dựa trên một loại hoa ăn thịt ký sinh có khả năng thích nghi để khai thác côn trùng và cây khác. Chap twist là những sinh vật bí ẩn sống sâu trong các khu rừng phía Nam và săn mồi những sinh vật lang thang gần tới chúng. Chap twist bắt con mồi, những kẻ bị dụ bởi ngoại hình hấp dẫn của chúng. Đây là mô tả về các quái thú Chap twist trong Strutchedest Beware of Chap twist. Chap twist được ghép lại bởi ba từ Chap hay cặp bẫy, Trick hay trò chơi khăm và Twist, hậu tố chỉ giống cái trong các danh từ. Trong phiên bản OCG, Chap twist hay Kowakuma cũng mang ý nghĩa tương tự, được ghép lại bởi từ Kowaku hay quyến rũ và Kowakuma ám chỉ tới những đứa con gái đầy danh ma. Chữ Hán của từ Kowaku còn có nghĩa là côn trùng. Ghép lại thì chúng ta sẽ có một lũ côn trùng quái quỷ ẩn nấp sau những cô gái quyến rũ. Đây cũng chính là chủ đề của tộc bài Chap twist. Các quái thú Chap twist mặc dù mang trên mình hình dạng của những cô gái xinh xắn, nhưng lá bài Chap twist Chap Hole Nightmare nhắc lại cho chúng ta nhớ rằng đằng sau dáng vẻ thơ ngây và dễ thương kia, thực chất là những sinh vật đáng sợ đang ngụy trang để dẫn con mồi vào những cái bẫy. Chi tiết này ám chỉ tới tập tính bắt chước hung hăng của những sinh vật là kẻ săn mồi hoặc ký sinh trùng, dựa vào vẻ ngoài vô hại của mình để dụ dỗ con mồi. Artwork của lá bài Chap twist thể hiện khoảnh khắc ghi lại các Chap twist dụ nạn nhân vào những cái bẫy, những Chap Hole hỗ trợ chiến thuật của tộc bài này. Chap twist Chap Hole Nightmare không được xem là một lá bài Chap twist vì nó không có dòng chữ Hiragana là Kowakuma trong tên. Các quái thú Chap twist và thú cưng của chúng được dựa trên những loại cây ăn thịt hoặc côn trùng hay nhện thường có tập tính dụ dỗ và bẫy con mồi vào những cái lỗ của chúng. Trước tiên sẽ là côn trùng trước nhé. Chúng ta sẽ có Chap twist Alomerus được dựa theo Alomerus dismaticulatus, một loài kiến nhỏ ở vùng tân nhiệt đới trong phân họ Myrmecini. Chúng được biết đến với tập tính cộng sinh với loại thực vật Hotella physophora. Alomerus sẽ tạo bẫy trên cây ký sinh chủ của chúng, nơi chúng sẽ phục kích những con mồi là những côn trùng lớn. Chap twist Arachnocamber được dựa theo Arachnocamber luminosa, một chi nhấm gặm nhấm hay nấm ruồi có giai đoạn ấu trùng phát quang sinh học sống trong các hang động khắp châu đại dương nói chung và New Zealand nói riêng. Chúng sử dụng những chiếc bẫy làm bằng sợi tơ xung quanh tổ của mình để bẫy ruồi. Chap twist Aedes được dựa theo Aedes, một trong ba chi của loại nhện mạng phễu của Úc. Chúng sẽ tóm lấy bất cứ thứ gì rơi vào mạng hình ống của chúng. Trong artwork của Chap twist Chap Hole Nightmare, hình dạng thật của Aedes hay thú cưng của cô là một con nhện cửa sập. Aedes là thành viên duy nhất trong tộc bài không có hiệu ứng Trigger hay Ignition, mà thay vào đó là hiệu ứng Continuous. Chap twist Atypus được dựa theo Atypus, một chi nhện được gọi là nhện mắt lưới, phổ biến khắp Âu Á. Chúng có hàm lớn cùng răng nanh dài và mỏng. Chap twist Mantis được dựa theo Hymenimus cornutus, một loài bọ ngựa phong lan, nổi tiếng vì có màu sắc rực rỡ và cấu trúc thích nghi tốt để ngụy trang. Chúng bắt chước các bộ phận của cây phong lá, bốn chân trông giống như những cánh hoa, cặp chân trước có răng hay móc câu, được sử dụng giống như những loại bọ ngựa khác để tóm lấy con mồi. Chap twist Mermilio được dựa theo Antlion, là nhóm gồm 2.000 loài côn trùng thuộc họ Mermilioticidae, được biết đến với thói quen săn mồi của ấu trùng. Chúng chủ yếu đào hố để bẫy những con kiến đi ngang qua hoặc những con mồi khác. Tên tiếng Nhật của Mermilio là dạng rút gọn của từ tiếng Anh Antlion, trong khi tên tiếng Anh thì nó đặc biệt hơn, là tên chi của hầu hết các loại kiến, là sự kết hợp của từ Merminki và Leo, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là kiến và sư tử. Và đó là những thành viên côn trùng. Bây giờ sẽ đến với những loại cây ẩn nấp sau hình dạng xinh đẹp nhé. Chap twist Calaria được dựa theo Utricula sandersoni, một chi thực vật ăn thịt, bắt các sinh vật nhỏ bằng những cái bẫy trông giống bong bóng. Những sinh vật nhỏ trong suốt xung quanh artwork của Calaria có thể là Rotifer hay luân trùng, một loại sinh vật săn mồi phổ biến của Utricula. Vì hình dạng của loại thực vật này giống tai thỏ cho nên Calaria được kích điệu sao cho giống một con thỏ. Chap twist Dianae được dựa theo Dianae muscipula, trong tiếng Latin thì đây là cây bắt ruồi Venus,
có nguồn gốc từ vùng đất ngập nước cận nhiệt đới trên bờ biển phía đông Hoa Kỳ. Chúng bắt con mồi, chủ yếu là côn trùng và các loại nhện bằng lá cây của mình, được kích thích bằng những sợi lông nhỏ mọc bên trên. Artwork của Dion Air còn được dựa theo Vanish Start, một thể loại nghệ thuật sử dụng hình ảnh tĩnh vật để thể hiện tính chất của cuộc sống, sự phù phiếm của niềm vui và sự chắc chắn của cái chết. Chartreuse Genesee được dựa theo Genesee, một chi thực vật ăn thịt, còn được gọi là cây xoan ốc. Khoảng 30 loại phát triển trong môi trường đất liền ẩm ướt đến bán thủy sinh, phân bổ khắp châu Phi, Trung và Nam Mỹ. Thực vật sử dụng là các loại lá ngầm biến đổi cao để thu hút, bẫy và tiêu hóa các vi sinh vật nhỏ, đặc biệt là động vật nguyên sinh. Genesee cũng là Chartreuse đầu tiên được phát hành tại phiên bản TCG trước OCG. Chartreuse Nepenthes được dựa theo Nepenthes, một loại cây ăn thịt thuộc chi thực vật ăn thịt chủ yếu được tìm thấy ở Nam Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á và nước Úc. Đây là cây nắp ấm nhiệt đới, dụ con mồi vào bên trong chiếc bình ở cuối lá, sau đó tiêu hóa chúng. Chartreuse Pinguicula được dựa theo Pinguicula, tên khoa học của Butterworth, một loại cây ăn thịt trong họ Lentibulariaceae, sử dụng lá tuyến dính để thu hút, bẫy và tiêu hóa côn trùng, bổ sung dinh dưỡng nghèo nàn của chúng có được từ môi trường. Chartreuse Pudica dựa theo Nepenthes Pudica, một loại cây nắp ấm được tìm thấy ở Bắc Kalimantan, chúng có thể tạo ra những chiếc bình đầy đủ chức năng dưới lòng đất. Chartreuse Rafflesia được dựa theo Rafflesia, một chi thực vật có hoa, ăn thịt, có khả năng thích nghi cực tốt, chúng sống ký sinh và các cây khác và sử dụng côn trùng để thụ phấn. Cũng chính vì vậy mà Rafflesia có hiệu ứng dựa vào các Chartreuse khác. Trong artwork cũng thể hiện rõ điều đó. Đông vui thế này cơ mà. Rafflesia là thành viên duy nhất trong tộc bài không dựa vào bất kỳ côn trùng săn mồi, loài nhện hay cây ăn thịt nào. Chartreuse Serra được dựa theo Drosera, còn có tên khác là Sundew, một loại chi thực vật ăn thịt, sử dụng những dọn chất nhầy được tạo ra từ các tuyến trên bề mặt lá của chúng để dụ, bắt và tiêu hóa con mồi. Những dọn nước này còn được nhìn thấy trong artwork của Serra, trang trí cho mái tóc của cô. Serra là quái thú linh đầu tiên của tộc bài Chartreuse. Chartreuse Vesicular được dựa theo Androvanda Vesicular, một loại cây ăn thịt sử dụng bẫy tương tự như bẫy ruồi Venus. Bẫy của chúng được sắp xếp theo hình xoắn ốc xung quanh thân cây nổi tự do. Đây cũng là một trong số ít loại thực vật có khả năng di chuyển nhanh. Chartreuse Holetia mặc dù là cặp bẫy nhưng nó có thể được triệu hồi như một quái thú. Được dựa theo Ibisella lutea, một loại thực vật có hoa được gọi là móng vuốt của quỷ do vỏ hạn giống như móng vuốt của nó. Lớp phủ nhựa dính trên cây được biết là có tác dụng làm bẫy côn trùng, nhưng nó không có khả năng tiêu hóa trực tiếp chúng. Vì lý do này, nó được coi là một loại cây ăn thịt nguyên sinh thay vì là thực vật ăn thịt thực sự. Chartreuse mang lối chơi kiểm soát bằng các cặp bẫy hole, ví dụ như các lá trap hole. Vậy nên ngoài lá trap hole độc quyền cho deck là Chartreuse Trap Hole Nightmare, thì Chartreuse có thể sử dụng mọi loại lá bài có tên hole khác đã được phát hành. Các quái thú Chartreuse mang hiệu ứng có thể triệu hồi bầy đàn Chartreuse khác ra sân như Serra và Nepenthes nhanh nhất có thể, kèm theo việc set up các lá trap hole ra sân với tốc độ khủng khiếp như Mermilio, Serra, Jellicy. Hãy cùng xem một ví dụ dễ thấy nhất về sức mạnh của Chartreuse trong trận đấu của nhân vật Ageha Yusa, á quân của chung kết thế giới với chủ tiệm bài Satellite Gop Lintaro trong manga OCG Chapter. Khởi đầu trận đấu với Mermilio, Serra và vài lá trap hole được xét xuống, và đến lượt của Gop thì đây là lúc các Chartreuse của Ageha thể hiện sức mạnh, chặn những đường tấn công của Gop với trap hole spy. Serra đã gọi ra Nepenthes với hiệu ứng của Serra khi mà có một normal trap card được kích hoạt, và cứ tiếp tục như thế, Gop không thể làm gì vì mọi nước đi có thể giảm tải áp lực mà Chartreuse của Ageha mang lại. Và Ageha đã gần như set up đủ để OTK Gop trong chính lược của anh khi mà các Chartreuse đã được gọi ra đầy đủ trên sân và năm lá trap hole được set. Gop hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của Chartreuse, và đó là ví dụ dễ thấy nhất về sức mạnh của Chartreuse. Nhưng dù nghe thấy lý thuyết mạnh mẽ là vậy, nhưng Chartreuse cũng đi kèm vô số điểm yếu. Ví dụ như chơi nhiều trap hole, nhiều khi là một điểm lợi có thể hoàn toàn chặn phủ đầu đối thủ, ngay cả ở những bước đầu tiên khi họ thực hiện combo. Nhưng đổi lại, Chartreuse hoàn toàn bất lực trước các lá bài bắn phá kiểu spell hay trap, và nghiễm nhiên khi mà các lá trap hole bị phá hủy mà không thể kích hoạt thì Chartreuse coi như mất đi 70% sức mạnh. Tuy nhiên, các Chartreuse cũng không cần quá sợ khi mà Aatrox và Rafflesia sẽ giúp ta sử dụng trap hole mà không cần phải xét chúng. Một đặc điểm khác cũng dễ thấy là chỉ số của các Chartreuse cũng rất bé, nên nếu như bị một quái thú đủ chỉ số để tiêu diệt Chartreuse khi mà không có bất kỳ lá trap nào có thể bảo vệ được các bé, đó cũng là lý do mà Atipus ra đời để cải thiện phần nào chỉ số cho các Chartreuse. Ngoài ra, ta cũng có thể có vài lựa chọn để chống lại Chartreuse như là Feather Duster.
Cosmic Cyclone, Evenly Match và có thể chơi cả các quái thú chống chết như bất kỳ quái thú linh nào được dùng làm nguyên liệu, hay Elemental Hero Shining Nails Wingman, vân vân, hay đơn giản là Jinzo. Trước khi kết thúc video ngày hôm nay, hãy cùng tôi khám phá cốt truyện của Chaptrix được đề cập trong Master Guide số thứ 4 cùng với Stratodes Beware of Chaptrix. Thoạt nhìn, đây có lẽ là một khu rừng hoàn toàn bình thường, nhưng nếu các bạn xem xét lại dữ liệu, một con số đáng kinh ngạc về những trường hợp mất tích trong khu rừng này. Là một nhà sinh vật học, tôi quyết định nghiên cứu nó và sẽ ghi lại toàn bộ những gì mình khám phá được. Một nhóm sinh vật được cho là nguyên nhân của các vụ mất tích, những điều kỳ lạ xảy ra ở khu vực phía nam khu rừng. Trong nhiều ngày qua, tôi đã đi khắp khu rừng nhưng chẳng tài nào tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan tới nguyên nhân của những vụ mất tích. Cho đến một ngày, khi tôi thoáng thấy một cảnh tượng kỳ lạ sâu bên trong khu rừng. Bằng cách nào đó, một nhóm những cô gái trẻ tiến vào giữa rừng, họ ra hiệu cho tôi lại gần. Liệu đây có phải là một bộ lạc bản địa? Tôi quyết định tiến gần với hy vọng được nói chuyện với nó. Nhưng một sinh vật gì đó giống nhện, có vẻ như là thủ lĩnh của nhóm quái vật mà sau này tôi gọi là Chaptrix. Nếu tiến lại gần cô ta, bạn sẽ bị trói lại bằng những sợi chỉ và không thể di chuyển. Một Chaptrix dường như được tiến hóa từ một sinh vật giống kiến. Cô ta đi quanh khu rừng, đào các hố bẫy và nằm chờ con mồi rơi vào. Một Chaptrix có vẻ như là dạng tiến hóa của cây nắp ấm. Cô ta dụ dỗ con mồi bằng mùi hương ngọt ngào. Nếu bất cẩn mà lại gần, con mồi sẽ rơi vào dịch tiêu hóa của cô ta. Còn một loại Chaptrix mới xuất hiện gần đây, nhưng nên cẩn thận vì nhiều đồng loại khác cũng sống gần nó. Những gì tôi thấy là tôi chợt nghe thấy một giọng nói phát ra từ một bụi cây gần đó, và tôi quyết định đến xem liệu có thể nhìn thấy bất kỳ cư dân nào khác bên trong khu rừng không. Và những gì tôi thấy trải ra trước mặt thực sự là quá kinh tởm. Hung thủ đứng đằng sau vô số cuộc mất tích hóa ra chính là những cô gái mà tôi đã thấy từ trước. Một bữa tiệc ăn thịt người bắt đầu, lột bỏ lớp ngụy trang là những cô gái xinh đẹp, dụ dỗ đàn ông tiến vào khu rừng. Chúng là những sinh vật ăn thịt khổng lồ. Mục đích thực sự chính là bẫy những người xấu số. Và rồi, ăn thịt. Cũng chính vì lẽ này, tôi gọi chúng là các Chaptrix. Nếu bạn lỡ đụng độ một Chaptrix, nếu như bạn tình cờ bắt gặp một trong những sinh vật này, không được tới gần chúng và hãy bỏ đi ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu bạn có tiến lại, không có nói quá đâu nếu như nói với bạn rằng chẳng có cơ hội nào để trốn thoát. Khi tôi bị truy đuổi bởi một Chaptrix loại nhện, thật may mắn khi có một loại thuốc xịt côn trùng vô cùng hiệu quả, nhờ thế mà tôi mới thoát được. Một thời gian sau, Chaptrix là những loại sinh vật bí ẩn, sống sâu bên trong những khu rừng phía nam, giăng bẫy và sơi tái bất cứ ai đi lạc vào khu rừng. Dù cho sự tồn tại của chúng được công chúng biết đến, vô số nhà nghiên cứu bị mê hoặc bởi hình thức săn mồi độc đáo của chúng, dẫn đến kết quả thu lại được từ nghiên cứu tiến triển vô cùng nhanh chóng, đã có nhiều loại mới được phát hiện trong những năm gần đây. Để vinh danh và tỏ lòng kính trọng đối với những người đi trước, những người đã cống hiến cả cơ thể và linh hồn cho những con quỷ, vô số những hy sinh để phát triển quá trình nghiên cứu. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được trình bày kết quả nghiên cứu trong bài báo cáo này. Các phương pháp săn mồi khác nhau. Đầu tiên là Chaptrix vingucula. Ả ta bắt những con mồi bằng vẻ ngoài hấp dẫn với những chiếc lá có chết kết dính, khóa chặt chuyển động và sơi tái con mồi. Chaptrix atypus. Sau khi đánh lừa con mồi bằng hình dạng của một cô gái bé nhỏ, Ả ta bắn ra những sợi tơ quấn chặt lấy con mồi để rồi kết thúc họ bằng những cặp vuốt sắc nhọn. Chaptrix holitia khác thường và kỳ dị, cùng với những móng vuốt trông như ác quỷ. Ả ta ẩn nấp dưới những chiếc lá, lặng lẽ theo dõi con mồi. Môi trường sống của Chaptrix. Mặc dù về tổng thể, các Chaptrix biến những khu rừng rộng lớn ở phía nam thành nhà của chúng, nhưng dường như mỗi loại đều có lãnh thổ riêng của mình. Arachnokemba chia sẻ môi trường sống với Rafflesia. Chúng tạo ra bầu không khí êm dịu, làm lu mờ tâm trí của con mồi. Sera đứng giữa đồng cỏ, tuy nó trống trải và có vẻ yên bình, nhưng sự thật là xung quanh Ả ta là những chất kết dính chết người được tiết ra từ mái tóc và được gió phân tán ra xung quanh. Mối quan hệ cộng sinh và kỳ sinh đặc biệt. Có nhiều loại Chaptrix khác nhau, nhưng lại không có bất cứ sự tranh chấp lãnh thổ hoặc các mối quan hệ thù địch nào khác giữa chúng được quan sát. Một số Chaptrix lại đặc biệt thân thiết với nhau. Udica và Nepenthes có vẻ là hai chị em, khi đều cùng là chủng cây nắp ấm, có cùng cách săn mồi và ngoại hình giống nhau. Theo những quan sát cho thấy, cặp Udica và Mantis còn hợp tác với nhau. Mặc dù khác loại, nhưng chúng buộc phải cùng hành động để bắt mồi và chia sẻ chất dinh dưỡng. Và đó là tất cả những gì các bạn cần biết về tập bài Chaptrix. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới video này nhé. Và đừng quên bỏ lại một like, share và subscribe cho IDA. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.